Stoner-63 là loại vũ khí đặc biệt được biệt kích siêu sử dụng và thử nghiệm trên chiến trường Việt Nam. Khẩu súng này được sản xuất với số lượng cực kỳ hạn chế. Tuy nhiên, tên tuổi của mẫu súng này đã biến mất theo quân đội Hoa Kỳ khi họ rút quân khỏi Việt Nam. Ra đời từ năm 1963, khẩu súng máy hạng nhẹ mang tên Stoner-63 từng là cái tên làm mưa làm gió trong các điệp vụ đột kích của đặc nhiệm siêu Hải quân Hoa Kỳ trên khắp các chiến trường ở miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, lịch sử hoạt động của nó trong quân đội Hoa Kỳ khá ngắn ngủi ngay sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, và thiết kế của súng máy Stoner-63 sử dụng cỡ đạn 5,56-45 chuẩn NATO. Đây là loại vũ khí hiện đại hơn khẩu M60 với thiết kế theo kiểu module, có thể tháo lắp và biến đổi thành nhiều kiểu phiên bản khác nhau phù hợp với từng nhiệm vụ khác nhau. Khẩu súng máy hạng nhẹ này cũng nhẹ hơn khẩu súng máy tiêu chuẩn của quân đội Hoa Kỳ là M60 cùng thời. Cụ thể, M60 có trọng lượng khoảng 10 kg, trong khi đó khẩu Stoner-63 chỉ có trọng lượng khoảng tối đa là 5 kg, với phiên bản súng máy hạng nhẹ có chiều dài tiêu chuẩn hơn 1 m, trong đó chiều dài nòng khoảng 50 cm. Đây được coi là một khẩu súng máy gọn gàng bậc nhất được Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, nhất là khi khẩu AR-15 của Hoa Kỳ đã có chiều dài tiêu chuẩn là 1 m, nhưng chỉ được coi là súng trường tấn công với cơ chế hoạt động trích khí khóa nòng và khóa nòng xoay. Khẩu súng máy này của biệt kích Mỹ có khả năng bắn với tốc độ tối đa lên tới 1.000 viên mỗi phút. Đây là tốc độ cực nhanh so với các loại súng máy khác từng được Hoa Kỳ sử dụng ở chiến trường Việt Nam. Tầm bắn hiệu quả của Stoner-63 vào khoảng 200-1.000 m. Sơ tốc đầu nòng của khẩu súng máy này là cực lớn, lên tới 991 m/giây, giống với nhiều loại súng sử dụng cỡ đạn 5,56 chuẩn NATO khác. Khẩu súng máy Stoner-63 của Hoa Kỳ có độ chính xác cực cao, do nó có độ giặc thấp và kèm theo đó là khả năng cân bằng ổn định, cho phép xạ thủ có thể bắn khi đứng và di chuyển với độ chính xác tương đối tốt. Tùy từng loại hộp tiếp đạn mà khẩu súng máy này sẽ có thể dự trữ đạn vào khoảng từ 75 cho tới 150 viên. Với phiên bản súng trường tấn công, khẩu súng máy này cũng được trang bị các loại hộp tiếp đạn tiêu chuẩn 20 và 30 viên. Mặc dù có thiết kế đột phá và thông số kỹ thuật vượt trội so với các loại súng máy cùng thời, tuy nhiên, khẩu súng Stoner-63 được cho là không thích hợp trong điều kiện tác chiến tại chiến trường Việt Nam, nhất là trong rừng rậm, do nó có thiết kế kiểu module, đòi hỏi phải bảo dưỡng và bảo quản tốt. Vì thiết kế kiểu module, khẩu súng này có rất nhiều khớp nối và các chi tiết kỹ thuật kích thước nhỏ. Khi cát bụi hoặc bùn kẹt giữa các khớp nối vào chi tiết này, khẩu Stoner-63 sẽ bị giảm hiệu suất chiến đấu và có thể bị kẹt đạn bất cứ lúc nào. Khi bị kẹt đạn, xạ thủ cũng không thể tháo rời khẩu Stoner-63 chỉ bằng tay, mà cần có dụng cụ chuyên biệt. Quá trình tháo lắp khẩu Stoner-63 cũng rất mất thời gian vì nó có nhiều chi tiết quá nhỏ cũng như độ phức tạp cao. Đến năm 1983, khẩu súng này đã bị quân đội Hoa Kỳ loại biên hoàn toàn. Thay vào đó là các phiên bản nhẹ hơn của súng máy M60, khẩu súng máy này được tham chiến ở duy nhất hai cuộc chiến, một là chiến tranh Việt Nam và cuộc chiến tranh thứ hai là vào Geneva. Súng máy M60 được trang bị và sử dụng rộng rãi trong quân đội Hoa Kỳ lẫn quân đội Việt Nam Cộng Hòa
và đã chứng tỏ đây là vũ khí lợi hại trong chiến tranh Việt Nam. Quân đội Hoa Kỳ đã phát triển mẫu súng máy mới dùng cỡ đạn 7,62-51 theo tiêu chuẩn NATO từ những năm 1942, dựa trên mẫu súng FG-42 và MG-42 của Đức, nhưng mang nhiều cải tiến mới để nhẹ hơn và có độ chính xác cao hơn. Đến năm 1957, mẫu súng máy M60 ra đời, sau đó được trang bị chính thức cho quân đội Hoa Kỳ. Trong chiến tranh Việt Nam, súng máy M60 là súng máy được trang bị ở cấp tiểu đội và đã chứng tỏ sự lợi hại của nó. Súng M60 có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau như đạn thông thường, đạn vạch đường và đạn xuyên giáp. Ưu điểm của súng là đơn giản, dễ sử dụng, dễ thao tác và dễ bảo trì, bảo dưỡng. Súng có thể nhanh chóng tham gia tác chiến mà không cần nhiều thao tác phức tạp. Mỗi người lính bộ binh Mỹ thường mang theo 200 viên đạn nhằm công tác tiếp đạn cho súng M60. Khuyết điểm duy nhất chính là súng khá cồng kềnh, do đó súng còn có biệt danh là con heo. Còn quân lực Việt Nam Cộng Hòa đặt biệt danh cho nó là súng gà cồ. Thời tiết khắc nghiệt ở Việt Nam và bụi rậm là một trong những tác nhân súng dễ hỏng hóc, đặc biệt là cần kéo nạp đạn và cần điều khiển súng. Ngoài ra, do súng máy M60 khá nhẹ, dễ tiện mang vác, nhưng cũng dễ hỏng hóc khi va đập mạnh. Tuy nhiên, các khuyết điểm này cũng không che lấp được những ưu điểm do súng mang lại. Trong trận chiến, người phụ trách mang súng sẽ tùy sức khỏe, mang thêm 200-1000 viên đạn. Các binh sĩ trong tiểu đội sẽ mang thêm các dây đạn phụ hoặc mang các thùng tiếp đạn. Ngoài việc trang bị cho bộ binh, súng M60 còn được gắn trên các tàu từng tiểu, trực thăng và các xe thiết giáp M113 hay các xe Jeep. Không phải ngẫu nhiên mà súng máy M60 có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe. Súng máy M60 được coi là khẩu trung liên thành công nhất trong lịch sử của Mỹ, với những tính năng độc đáo, độ tin cậy rất cao, khiến khẩu súng này được phục vụ trong quân đội suốt từ những năm 1957 cho đến nay. Sử dụng cỡ đạn 7,62 NATO, súng có tốc độ bắn từ 500 đến 600 viên mỗi phút, tầm bắn hiệu quả đạt đến 1.100m và có sơ tốc đầu đạn 800m trên giây. Với trọng lượng lên tới 10kg và độ dài hơn 1m, đây là khẩu súng máy khá cồng kềnh, nhưng bù lại nó có tầm bắn lên tới 1.000m, giúp xạ thủ có thể an toàn bắn yểm trợ tấn công từ tuyến 2. Đặc điểm nổi bật nhất của khẩu súng máy M60 đó là khả năng thay nòng cực nhanh và hiệu quả, giúp cho súng có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không lo nòng súng bị quá nhiệt. Ngoài ra, các mẫu M60 còn được trang bị cả chăn đế giúp tăng độ chính xác, độ chậm của đạn. Rất nhiều quốc gia trên thế giới đã biên chế khẩu M60 cho quân đội của mình. Tầm bắn xa, tốc độ cao, dễ bảo trì, có chi phí thấp và bề dày lịch sử vẻ vang chính là những yếu tố đưa khẩu súng này trở thành khẩu súng máy tốt nhất của Mỹ. Những mẫu M60 hiện đại còn có khả năng gắn thêm các phụ kiện khác nhằm gia tăng hiệu quả chiến đấu như ống ngắm, đèn laser, chỉ thị mục tiêu, đèn pin. Mặc dù sắp bị quân đội Hoa Kỳ thay thế bởi các khẩu súng khác, nhưng rõ ràng M60 và những phiên bản cải tiến của nó vẫn sẽ còn được tin dùng trong một thời gian dài trong biên chế của nhiều quốc gia trên thế giới. Đáng chú ý, hiện quân đội nhân dân Việt Nam cũng sử dụng rộng rãi súng máy hạng trung M60 từ sau năm 1975 cho đến nay. M60 được bộ đội Việt Nam sử dụng nhiều nhất là trong chiến tranh biên giới Tây Nam với Campuchia. Tuy nhiên, M60 sử dụng cỡ đạn 7,62-51 của NATO, nên dần về sau, dòng súng máy này dần bị hạn chế sử dụng do thiếu nguồn cung đạn dược cũng như linh kiện thay thế. Dù vậy, có lẽ chúng ta đã thấy được những ưu điểm lớn nhất trong tác chiến của súng máy M60. Thế nên, sau nhiều năm nghiên cứu, thử nghiệm, nhà máy quốc phòng J-113, về cơ bản, Việt Nam đã làm chủ được công nghệ sản xuất đạn 7,62 của NATO. Điều này có ý nghĩa khá lớn khi giúp giải được bài toán nguồn cung đạn dược ổn định cho các dòng súng máy sử dụng đạn này có trong biên chế, tạo ra điều kiện đưa vào trang bị trở lại các loại vũ khí này. RPD, khẩu súng máy hạng nhẹ có sức sống mãnh liệt nhất thế giới. Ra đời từ cách đây hơn 70 năm, khẩu súng máy hạng nhẹ RPD tới nay vẫn nằm trong biên chế chính thức của quân đội nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Ra đời năm 1944, khẩu súng máy RPD vốn dĩ đã được Liên Xô sản xuất để kịp phục vụ trong giai đoạn cuối của chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhưng nó lại chưa bao giờ góp mặt trên chiến trường này. Khẩu súng RPD chỉ chứng minh được cho thế giới thấy sức mạnh của mình trong chiến tranh Việt Nam. Và cũng kể từ cuộc chiến này,
trung liên cá nhân hay súng máy hạng nhẹ RPG đã góp mặt trong mọi cuộc chiến khác kể từ đó đến nay. RPD có thiết kế cực kỳ đơn giản nhưng không kém phần hiệu quả. Nó có nét tương đồng rất lớn với AK-47 về hình dáng bên ngoài, lẫn cơ chế bắn. Dù rằng cơ chế bắn của RPD có đôi chút cải tiến hơn so với khẩu súng trường tấn công AK. Sử dụng cỡ đạn 7,62 giống như AK-47, tuy nhiên RPD lại có tầm bắn xa hơn nhiều do nó sở hữu nòng lớn hơn. Chiều dài của súng hơn 1m, trong khi đó chiều dài nòng của súng đạt đến 50%. Súng sử dụng dây đạn, nhưng cũng vẫn có khe móc hộp tiếp đạn ở phía dưới để xạ thủ có thể cơ động gọn gàng với dây đạn dài. Tốc độ bắn của khẩu súng trung liên này là vào khoảng 650 cho đến 750 viên mỗi phút tùy điều kiện. Sơ tốc đầu nòng của trung liên RPD là 735m/giây, thấp hơn so với sơ tốc đầu nòng của AK-47, nhưng cũng đồng nghĩa với việc động năng của súng sẽ cao hơn, khiến khả năng xuyên của nó tốt hơn hẳn so với khẩu súng trường tấn công AK. Không chỉ có Liên Xô, Trung Quốc cũng tự sản xuất phiên bản tương đồng với RPD và đặt tên là súng máy hạng nhẹ kiểu 56. Trong khi đó, Ai Cập và Triều Tiên lại sử dụng cái tên kiểu 62 cho khẩu súng này. Từ năm 1956, thậm chí Ba Lan cũng bắt đầu sản xuất RPD. Đây có thể coi là khẩu AK-47 của làng trung liên cá nhân, khi nó có độ phổ biến không kém gì khẩu súng trường tấn công trứ danh kia. RPD đã cùng với AK-47 và B-41 trở thành những loại vũ khí phổ biến nhất của quân đội nhà nghèo trên thế giới và xuất hiện trong mọi cuộc chiến tranh kể từ nó ra đời cho đến nay. Hiện tại, Việt Nam cũng sử dụng một lượng rất lớn súng trung liên cá nhân RPD và APK trong biên chế quân đội. APK là súng máy cá nhân do kỹ sư Mikhail Kalashnikov của Liên Xô thiết kế. Súng được đưa vào biên chế cho quân đội Xô Viết từ năm 1962 để nhằm mục đích thay thế DP và RPD. Thiết kế của APK dựa hoàn toàn theo mẫu AK-47. Bán của APK được thiết kế giống bán của RPD. Nòng của APK dày và dài hơn AK-47 để phù hợp với chức năng của súng. Súng có hai loại hộp tiếp đạn tiêu chuẩn là loại hộp đạn cong 40 viên và loại hình trống 75 viên. Ngoài ra, súng còn có thể sử dụng hộp tiếp đạn 30 viên của AK-47 hay AKM, cũng như nhiều kiểu hộp tiếp đạn khác nhau, như kiểu hộp 100 viên của Liên Xô hay Trung Quốc. Súng được thiết kế theo yêu cầu chiến thuật, coi trọng tiến công. Súng máy cá nhân trang bị ở cấp tiểu đội, cùng với súng máy đa năng PK trang bị ở cấp trung đội để tạo thành một lưới hỏa lực bắn thẳng tự động. Các đơn vị bộ binh không vận, bộ binh cơ giới sử dụng APK theo nguyên tắc chiến thuật tương tự. Khi tấn công, người lính mang hộp tiếp đạn lớn 75 viên, phát triển cùng với các thành phần khác trong tiểu đội. Trên đường tiến công, APK bắn yểm trợ, bám sát như một súng trường tiến công hỏa lực mạnh. Trường hợp phòng thủ, súng từ vị trí bắn trong công sự sử dụng giá hai chân. Tương tự như các súng máy dây băng, súng cũng có thể dùng điểm xạ như súng trường chiến đấu đối với các mục tiêu xa. APK rất thích hợp với các đơn vị trinh sát bộ binh. Khẩu súng này có kính ngắm bắn tỉa quang học hồng ngoại NSP2 chuyên dụng, có bộ phận hiệu chỉnh lệch gió để trở thành một khẩu súng trường bắn tỉa. Tuy nhiên, đây không phải là chức năng chính của súng. APK thừa kế các đặc tính đáng tin cậy, ít hỏng hóc, dễ bảo dưỡng, sửa chữa của các dòng súng Kalashnikov. Một số bộ phận còn có thể hoán đổi với AK-47 luôn có sẵn, hộp tiếp đạn có thể dùng chung. Súng có thể dễ dàng bắn từ trong xe chiến đấu bộ binh PMP và xe bọc thép chở quân. Tuy vậy, APK cũng mang nhược điểm cơ bản của trung liên hạng nhẹ, đó là nhanh nóng nòng. Súng chỉ cho phép bắn lâu dài với tốc độ 80 phát trên phút trong thực tế. Trong khi đó, yêu cầu của kiểu loại súng máy cá nhân, nhất là yêu cầu chiến thuật, để trang bị súng máy dây băng như RPD phải là 200 phát trên phút. Nòng nóng dẫn đến đạn trong buồng rất nóng, đường đạn bên trong không ổn định, chức năng bắn tỉa cần độ chính xác cao, dùng chung với chức năng bắn liên thanh trợ chiến, dẫn đến việc độ chính xác giảm. Người sử dụng cần tuân thủ các yêu cầu làm sạch nòng súng, không được bắn khi nòng bẩn. Thực ra, với tốc độ bắn vừa phải và nòng luôn sạch, súng có độ ổn định rất cao. Ngoài nhược điểm này, khẩu súng khá hoàn hảo. Về chiến lược thiết kế, việc dùng hộp tiếp đạn cong 40 viên dẫn đến hạn chế số lượng đạn mang theo và gia tăng thời gian thay hộp tiếp đạn. Điều này không gây trở ngại do hộp tiếp quân sự Liên Xô lúc đó toàn tiểu đội dùng tiến công mục tiêu. Súng máy cá nhân vừa hành tiến cùng các xung lực bắn chế áp ở chế độ liên thanh. Khác với các kiểu chiến thuật khác,
xạ thủ xuống máy đặt súng một chỗ bắn chế áp trong khi đồng đội xung phong. Học thuyết quân sự Liên Xô phát triển số lượng lớn súng máy đa chức năng PK biên chế đến trung đội và thậm chí tiểu đội bộ binh hạng nặng làm nhiệm vụ bắn chế áp lọt dài. Với các chiến thuật khác, hợp chất đạn này không gây khó khăn cho xạ thủ RPK, súng được dùng điểm xạ từng lọt như súng trường. Hai kiểu chiến thuật trên đều có ưu và nhược điểm riêng và có xu hướng đối lập nhau. Việc phát triển kiểu loại súng máy phải phù hợp với chiến thuật mà súng tham gia. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tuy được viện trợ RPK và AKM nhưng cũng mong muốn có phiên bản RPK của riêng mình. Khác với súng AK-47 có dây chuyền công nghệ chuyển giao thì quân giới Việt Nam phải tự mày mò, sáng tạo với RPK và cho ra phiên bản tự lực 1. So với RPK chính gốc, Tu-1 sử dụng thân súng AK-47 nên khả năng bắn áp chế thời gian dài sẽ kém hơn RPK gốc. Loại súng này cũng dùng băng đạn cong 30 viên của AK-47, mặc dù có thể lắp băng đạn 40 và 75 viên của RPK. Dù còn kém hơn bản gốc, tuy nhiên tự lực 1 là nỗ lực đáng ghi nhận của ngành quân giới Việt Nam về tự chủ từng phần của khí tài trong điều kiện khó khăn như vậy. Súng được thử nghiệm lần đầu vào ngày 3 tháng 9 năm 1969 và bắt đầu được sản xuất hàng loạt từ năm 1970. Tuy nhiên, sau năm 1975, Việt Nam đã có giấy phép sản xuất RPK từ Liên Xô, nên dây chuyền Tu dừng lại. Việt Nam tiếp tục sản xuất RPK theo bản quyền và thiết bị do Liên Xô cung cấp trực tiếp và tự chế tạo ra biến thể RPK mới và được nâng cấp cho đến ngày nay. Dạo xa nhau, anh đi vào quân ngũ gian lao. Địa đầu biển khu san quân thù đợi áo hoa rừng. Từng đêm hỏa châu tung trời cao, điệu buồn đại liên rơi ngàn sâu, chợt nghe quên nhớ nhung về người em gái nhỏ thành thơ. Ngoài tình quê hương, con tim này xin trọn dâng ngày tan theo năm xa phố phường bạn gió trăng gần. Dù cho thời gian đi dài lâu, đừng buồn nghe em cho mình vui, chờ anh nghỉ phép anh về. Em ơi đau thương từng đêm khắc khoải vì chinh chiến mãi chưa tàn,
em ơi xin dâng đôi trai giết giặc, nguyện cho đất mẹ yên vui trong giấc ngủ yên lành. Tiên độn xa xăm yêu thương này xin trọn dâng em, nguyện cầu cho anh đi bình yên ngày anh trọn lính anh về phần thế kỷ Hàn. Trái tiếp giặc, nguyện cho đất mẹ yên vui trong giấc yên lành. Tiên độn xa xăm yêu thương này xin trọn dâng em, cầu cho anh đi bình yên ngày anh trọn lính anh về phần thế kỷ